Bảo Viên đang là điểm đến của rất nhiều các bạn trẻ với vô số các dịch vụ từ khu vui chơi trẻ em, quán cà phê view xịn, quán ăn chất lượng đến những địa điểm sập sình giải trí. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Top 5 Quảng Ngãi. Hôm nay Top 5 Quảng Ngãi sẽ cùng với mọi người khám phá một quán ăn rất là thú vị, quán ăn mang tên Bò Bistro. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá những món ăn ở đây nhé. Menu ở đây được chia theo set khá thuận tiện, phần có thể gọi combo theo sở thích. Mình thì mình sẽ gọi phần ăn mình ấn tượng nhất, cũng được xem là món best seller của quán, chính là món bò hầu nướng sốt phô mai. Trong lúc đợi thức ăn thì mình dạo không gian quán một chút nha. Quán khá rộng, thoáng và nhiều cây xanh, có cả tầng trên và ban công nữa. Đặc biệt, quán còn rất chú trọng công tác hạn chế lây lan dịch bệnh bằng cách sử dụng những màn che trong giữa các bàn ăn, khiến mình có ấn tượng rất tốt về quán. Chưa dạo xong mà phần ăn đã được các bạn ấy mang ra rồi nè. Combo này gồm có một đĩa bò Mỹ, một đĩa hầu, một đĩa rau củ, hai bánh mì được đặt trên kệ nhìn khá sang chảnh nha. Như này mà hạng hò thì có mạnh nhất tắc. Ngoài ra thì còn có trứng gà, nước sốt, bơ, phô mai, rau ăn kèm, nước chấm. Mình thấy rất là đầy đủ luôn á. Sau khi ăn xong thì Phi thấy đồ ăn ở đây khá là ngon đấy các bạn ạ. Trong không gian quán thì rộng rãi, sang trọng. Không gian ở đây thì rất là phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Còn nếu như chưa có người yêu giống như Phi thì các bạn có thể rủ rê các bạn của mình đến đây cùng thưởng thức nhé các bạn. Chi phí cho một set hai người ăn thế này là hơn 250.000. Thêm nước uống nữa thì vẫn chưa đến 300.000 nè. So với chất lượng món ăn và dịch vụ tại quán thì mình thấy không hề đắt nha. Các bạn đã đến thưởng thức các món ăn tại Bò Bistro chưa? Cảm nhận của các bạn như thế nào? Có giống với những chia sẻ của Phi lúc nãy không? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Top 5 Quảng Ngãi. Hãy nhấn follow để nhận thêm những thông tin thú vị khác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.